Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Khám Phá Bí Ẩn. Xin chúc quý vị và các bạn có những giờ phút trải nghiệm thật thú vị và thoải mái cùng với chúng tôi nhé. Đừng quên bấm nút đăng ký cũng như bật chuông thông báo để cập nhật những thông tin mới nhất từ kênh Khám Phá Bí Ẩn. Và sau đây là những bí ẩn cần được khám phá tiếp theo. Thời điểm phát hành bộ phim Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn vào năm 1937, Disney đã tạo nên tiếng vang lớn trong làng điện ảnh. Trong số hàng triệu người hâm mộ, có một nhân vật đặc biệt, đó chính là Hitler. Đáng tiếc, bộ phim lại bị cấm chiếu ở Đức vì chủ nghĩa chống Mỹ khi Hitler vô cùng buồn rầu. Niềm yêu thích của ông lớn đến nỗi, ông đã tự tay tô màu cho chân dung của Bảy Chú Lùn. Vài năm sau, Đức Quốc xã bắt đầu tìm kiếm Bảy Chú Lùn đời thực, nhưng đi cùng Bảy Chú Lùn chẳng có bất kỳ nàng Bạch Tuyết tốt bụng nào mà là ác quỷ. Tên ác quỷ này là bác sĩ nổi tiếng của Đức Quốc xã, có tên là Joseph Mengele, hay còn được gọi là thiên thần của chết chóc ở trại tập trung Auschwitz. Nhờ có Joseph mà gia đình người Do Thái Ovis với một nhóm thành viên mắc hội chứng lùn đến từ Romania đã có thể sống sót qua cơn ác mộng về hệ thống tra tấn của Đức Quốc xã. Joseph là một bác sĩ có bằng cấp làm việc tại trại tập trung và điều này cho thấy hắn gây ra nhiều sự tổn thương lên con người hơn là chữa lành họ. Đặc biệt, tên bác sĩ này lại bị ám ảnh với những màn thí nghiệm kỳ lạ, độc ác áp dụng lên tù nhân của hắn, trong đó bao gồm những người có diện mạo đặc biệt. Những con người này được tập trung lại và được gọi là sở thú của Joseph. Vào giữa đêm ngày 19 tháng 5 năm 1944, Joseph đã choàng tỉnh khỏi giấc ngủ của mình khi nghe lính gác thông báo một gia đình với 7 người lùn đã được đưa đến trại tập trung. Gia đình Ovis đến từ một thị trấn ở Transylvania. Simpson Ezekovic tái hôn với một người phụ nữ và sinh ra 10 người con, trong đó 7 đứa trẻ bị mắc hội chứng lùn. Sau khi Simpson qua đời, người vợ quá bụa của ông đã thôi thúc 7 đứa con đặc biệt của mình đi biểu diễn để kiếm tiền bởi vì ngoại hình của chúng không phù hợp với công việc dành cho người bình thường. Thế là 7 đứa trẻ, bao gồm Rosica, Franziska, Ephraim, Freda, Mickey, Elizabeth và Bella, được chọn biểu diễn ở nhà hát kịch The Lilliput Troupe và đi lưu diễn khắp trung tâm châu Âu. Những anh chị em không bị mắc chứng bệnh lạ của chúng, Sarah, Leah và Ari cũng đi cùng để giúp đỡ chúng một tay trong việc chuẩn bị trang phục và sân khấu. Gia đình Ovis là những người lùn đầu tiên trên thế giới có thể tự làm ra tiền trong lịch sử Mỹ. Thời điểm đến Hungary lưu diễn, khi Đức Quốc xã đã chiếm đóng nơi đây, 7 người lùn của gia đình Ovis không hề biết rằng họ sắp phải đối mặt với số phận tàn nhẫn phía trước. Đức Quốc xã cho rằng sự khiếm khuyết về mặt thể chất của những người này chứng tỏ họ không xứng đáng được sống và sẽ trở thành gánh nặng cho xã hội. Khi 7 người lùn có mặt tại trại tập trung, họ được lực lượng Đức Quốc xã đưa xuống xe từng người một và ai cũng bị bất ngờ khi nhận ra rằng họ đến từ cùng một gia đình. Điều đáng buồn là bác sĩ Joseph cũng biết chuyện này và ông ta đã nhảy cẫng lên như những đứa trẻ mùa Giáng sinh vì vui mừng. Từ đó, số phận của gia đình Ovis rơi vào tay bác sĩ Joseph, kẻ luôn mở miệng nói về những điều tốt đẹp, nhưng thực chất là hành động của hắn mang danh nghĩa khoa học thì mất nhân tính vô cùng. Thí nghiệm đáng sợ nhất là thí nghiệm phụ khoa. Chúng tiêm những dung dịch không xác định được vào tử cung của chúng tôi, sau đó đâm kim vào người chúng tôi để lấy mẫu máu ra. Không có từ ngữ nào có thể diễn tả được nỗi đau mà chúng tôi phải chịu đựng từ thí nghiệm kéo dài nhiều ngày, Elizabeth Ovis cho biết. Ngay cả những bác sĩ trợ lý cho Joseph cũng nhận ra các thí nghiệm của ông này mang lại quá nhiều kết quả đáng lo ngại. Thế là dần dần họ từ chối giúp đỡ bác sĩ Joseph thực hiện những thí nghiệm vô nhân tính lên người của các chị em nhà Ovis. Về phía Joseph, ông ta xem những người lùn là món đồ yêu thích của mình và không hề có ý định giết họ. Những người đó lấy ra chất lỏng trong xương sống của tôi. Chúng nhổ tóc và khi chúng tôi bắt đầu ngất đi, chúng tiến hành những bài kiểm tra trí não, mũi, miệng và vùng tay. Tất cả các giai đoạn ấy đều được ghi lại với ảnh minh họa, Elizabeth kể lại. Ngoài ra, tên bác sĩ Joseph còn nhổ răng và rút xương của những người lùn mà không sử dụng thuốc gây mê. Joseph còn đổ nước sôi vào tai của 7 chị em trước khi cho nước đá vào. Cả bác sĩ này còn nhỏ vào mắt họ những chất hóa học để làm họ mù đi. Không có bất kỳ ranh giới đạo đức nào trong những thí nghiệm di truyền của bác sĩ Joseph.
Tuy nhiên, trong mắt của bảy chị em nhà Ovis, Joseph không khác gì vị cứu tinh của họ, bởi người đàn ông này đã cứu họ thoát khỏi nhiều lần chuyển trại, đồng nghĩa với việc cứu họ thoát khỏi bàn tay của tử thần. Tay bác sĩ này còn thường xuyên mang các món quà, bao gồm kẹo và đồ chơi thuộc về những đứa trẻ đã chết ở trại tập trung cho gia đình Ovis. Con trai 18 tháng tuổi của Lia thường xuyên là người nhận và cậu bé này còn gọi Joseph là bố. Bill Hitler rất yêu thích bộ phim Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn. Bác sĩ Joseph đã làm lại một phiên bản hoàn toàn mới. Dưới áp lực bị đe dọa, gia đình Ovis phải hát các ca khúc bằng tiếng Đức. Trong thời gian này, gia đình họ chứng kiến sự ra đi của hai thành viên. Xương rút ra từ cơ thể của họ được trưng bày tại bảo tàng Berlin theo ý muốn của Joseph. Hầu hết các thành viên trong gia đình Ovis chưa từng nghĩ họ có thể sống sót rời khỏi trại tập trung Auschwitz, nhưng khi Liên Xô giải phóng nơi đây vào đầu năm 1945, bác sĩ Joseph đã gom tất cả tài liệu bỏ trốn và hội người lùn được trả tự do. Cơ quan chức năng chưa từng bắt được Joseph, thậm chí cho đến khi người đàn ông này qua đời năm 1979 ở Brazil. Sau này, Paula Ovis, người cuối cùng sống sót của gia đình, qua đời năm 2001, đã thừa nhận những việc làm rùng rợn mà bác sĩ Joseph làm với họ trong thời gian họ bị giam giữ. Nhưng người phụ nữ này vẫn dành nhiều sự tôn trọng đối với người đàn ông này. Nếu thẩm phán có hỏi tôi rằng liệu có nên treo cổ Joseph hay không, thì tôi sẽ bảo hãy để ông ấy ra đi. Tôi đã được cứu rỗi nhờ vào sự dũng cảm của quỷ dữ và hẳn ơn trên cũng sẽ tha thứ cho ông ấy, Butla nói. Nếu có dịp đi máy bay qua đường băng số 10 ở sân bay quốc tế Savannah hay còn gọi là Hilton Head, bang Georgia, Mỹ, hãy hướng mắt nhìn xuống bên dưới, bạn sẽ thấy hai tấm bê tông hình chữ nhật. Đó chính là hai ngôi mộ kỳ lạ nhất thế giới nằm chinh in giữa đường băng sân bay. Nghe thật kỳ quái và có phần rùng rợn, nhưng câu chuyện dưới đây sẽ là câu trả lời cho sự xuất hiện của hai ngôi mộ này giữa sân bay rộng lớn. Theo Atlas Sokra, vào những năm 1980, các nhà chức trách tiến hành mở rộng thêm một số đường băng ở sân bay quốc tế Savannah. Tuy nhiên, trong quá trình mở rộng đường băng, các nhà chức trách địa phương đã gặp phải một số cản trở. Giống như nhiều sân bay trên khắp nước Mỹ, sân bay Savannah được xây dựng trên diện tích đất nông nghiệp cũ để làm đường bay dài và rộng, thuận tiện cho việc cất hạ cánh của máy bay. Vấn đề là ở chỗ, trên khu đất nông nghiệp này thường có các ngôi mộ của các gia đình nông dân chôn trên phần đất của họ. Nói chung, đây cũng không phải là vấn đề quá lớn bởi chính quyền chỉ cần chi khoản tiền để di chuyển các ngôi mộ vào một nghĩa trang hiện đại với sự đồng ý của các gia đình. Thế nhưng thời điểm đó, đơn vị quản lý đã gặp phải sự kháng cự quyết liệt của con cháu gia đình nhà Dawson. Phần đất của gia đình Dawson nằm trong khu vực cần mở rộng có hơn 100 ngôi mộ. Ngôi mộ của ông Richard mất năm 1884 và bà Catherine Dawson mất năm 1877. Những người nông dân khai phá mảnh đất nằm ở gần ngay trên đường băng số 10. Con cháu của ông bà không cho di dời hai ngôi mộ vì nghĩ rằng ông bà không muốn rời bỏ mảnh đất mà họ đã làm lụng vất vả mới mua được và gắn bó một đời ở đó. Sau khi đã cố gắng thuyết phục gia đình nhưng bất thành, các nhà chức trách cho đổ xi măng cho hai ngôi mộ, dùng đá khắc tên để đánh dấu, sau đó đổ nhựa xung quanh và làm phẳng nó cùng với đường băng. Người thân của ông bà Dawson vẫn có thể đến thăm mộ của hai người nhưng phải có sự sắp xếp trước và có người hộ tống để đảm bảo an toàn. Và tất nhiên họ không thể đặt hoa lên mộ. Đại diện sân bay cho biết những ngôi mộ này là những ngôi mộ duy nhất trên thế giới được đặt trong một đường băng dài gần 3 km. Hàng ngày có hàng trăm chuyến bay cất hạ cánh trên đường băng số 10 này, nhưng không phải ai cũng biết có sự hiện diện của hai ngôi mộ đặc biệt này. Theo The Stat, cơ trưởng của hãng hàng không khu vực Lisa Rudy viết trên trang web All Things Zero, các phi công thường truyền miệng với nhau rằng nếu bạn hạ cánh ngay sau khi mặt trời lặn, hai người ấy sẽ xuất hiện dọc theo phía bắc của đường băng. Tuy nhiên, đó chỉ là lời đồn thổi và không có căn cứ cũng như bằng chứng rõ ràng nào cả.